Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách tạo ảnh VIP trên Photoshop để cho một số các bạn có thể thiết kế các cái ảnh banner quảng cáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với công cụ Photoshop và cái cách tạo ảnh VIP nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng phương pháp là ghép mặt. Bây giờ ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn. Bây giờ tôi đang có cái ảnh như này các bạn. Thì bây giờ tôi muốn ghép một cái mặt của cô khác vào để nó tạo cái cảm giác là cô ấy nháy mắt. Tôi sẽ tìm một cái ảnh làm tương tự. Bây giờ tôi sẽ tìm một cái ảnh tương tự các bạn cùng theo dõi nhé. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ ảnh khuôn mặt cô này nhé. Tôi sẽ nhấn Ctrl P này. Kéo lên một chút này. Cái lệnh P đúng không? Tôi tạo ra cái khuôn mặt của cô ấy. Ctrl này, Enter này, nhấn Ctrl C này. Sang bên này tôi nhấn Ctrl V. Bây giờ tôi ấn Feather cho nó mờ xuống một chút này các bạn nhìn nhé. Ấn Feather mờ chút để tôi ghép đúng vào cái tầm mắt của cô ấy. Bây giờ tôi sẽ W kết cái ảnh này ra, ăn IMD đúng không? Tôi sẽ W kết đấy, ăn ID. Chúng ta sẽ có hai cái hình. Cái hình này tôi bỏ cái này đi. Hình tôi để lại. Và tôi sẽ được hai cái hình như này. Thì nhìn cái mặt bên này thì cái khuôn mắt của cô ấy, cái lông mày nó dài hơn, tôi để cao một chút. Tiếp đến là bây giờ tôi tạo một cái lệnh bé hơn. Để tôi cắt cái mặt cũ đi. Nào, bây giờ tôi nhấn phím Ctrl 0 để tôi nhìn nào. Tôi xóa vào cái này. Chọn này rồi tôi xóa đi. Đúng không ạ? Bây giờ tôi có thùng đi nhé các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ ghép cái mặt này với cái mặt dưới. Các bạn để ý hoàn toàn là cái bài này chúng ta sẽ dùng nhiều nhé. Trong quá trình chúng ta làm ấy, các bạn là lưu ý bởi vì tôi chọn hai cái layer này với nhau. Exit này, Auto Blend. Thế là chúng ta đã được một cái hình này đúng không? Tuy nhiên nó chưa giống lắm. Cái phần này chúng ta sẽ tẩy cho cái... Rồi, và chúng ta đã được hai cái hình như trên. Đúng không ạ? Nó hơi không ấy được nhau một chút nhưng không sao cả. Bây giờ tôi Ctrl A cái ảnh này. Ctrl C, Ctrl V tôi bế sang đây. Nào, tắt cái này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm ảnh động. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Window và Timeline. Thế sẽ sổ lại cái bảng Timeline các bạn nhìn. Với cái bảng Timeline này thì ở trong này nó có hai chế độ này. Grid Frame Animation là cái này dành cho video. Khi bạn insert video vào thì nó sẽ tạo ra một cái frame animation để insert video. Còn cái hai là cái phần này là create frame là chúng ta ảnh nhé. Bên trên là create video timeline. Ví dụ mặc định nó cài ra này. Create video timeline thì nó dành cho khi bạn insert video vào. Còn đây chúng ta tạo bằng cái frame thì chúng ta tạo từ những cái frame lại với nhau. Đấy, ta sẽ dùng create frame. Ta bấm vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Sau khi tôi bấm vào đây chẳng hạn thì tôi được một frame hình như này. Một frame hình này thì tôi tắt được cái với cái frame hình 1 thì tôi sẽ tắt đi, tắt layer 1 đi. Tắt layer 2 thì tôi được một frame hình. Tiếp đến tôi bấm một cái layer thứ hai thì tôi bật cái layer 2 và tôi tắt layer 1 đi. Và chúng ta bấm thử nhé. Đó, cô nháy mắt liên tục. Rồi, ok. Với hai cái khung hình này thì các bạn để ý này. Ta sẽ chọn cái phần thời gian. Ở đây này, chúng ta kích vào đây. Nó có cái phần thời gian ta sẽ để khoảng 5 giây xem nào. Đó, 5 giây. Chúng ta để 5 giây nhé. Thì nó sẽ nháy này. Ở trong cái phần Forever này, các bạn để ý nó có chức năng Forever này. Một là Forever là chạy liên tục. One là chạy một lần. Time, 3 time là chạy 3 lần, xong nó dừng lại. Hoặc Auto, nó có thể chạy bao nhiêu chẳng hạn. Đúng không ạ? Với cái khung hình như thế này. Với cái khung hình như thế này thì tôi sẽ cho nó chạy nhiều hơn một chút. Ví dụ thế. Ví dụ tôi sẽ cho nó chạy frame này khoảng 5 lần chẳng hạn. Khoảng 5 lần. Tôi sẽ ấn xuống 5 này. Nào, tôi thử xem nào. Thì nó sẽ chạy 5 lần đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho nó chạy forever. Đó. Ngoài ra thì trong quá trình chạy này các bạn nhìn đi. Ở đây nhá, chúng ta có thể tạo thêm này, tạo thêm frame này. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo thêm frame. Thì các bạn có thể bấm vào đây để tạo thêm frame như đây tôi kiểu 2 frame thôi. Ở đây nó thêm một cái chức năng nữa là các chế độ chạy mượt đây này. Bây giờ tôi chạy hai cái frame này thì đang rất là cứng đúng không? Tôi sẽ cho nó chạy mượt hơn này, bấm vào đây. Khi tôi bấm vào đây thì nó là time width
time width đúng không? Ở đây là cái chế độ time width thì là nó gọi là chế độ lặp lại. Tôi sẽ để frame s, frame to s tôi sẽ để 5 frame. Nào, chúng ta cùng thử nhé. 5 frame này thì hai từ frame 1 đến frame ấy, tôi sẽ để nó khoảng 2 giây thôi. Nào, chúng ta xem nào. Đó, rất là mềm mại này. Cái phần này nó đang hơi bị tôi cần reset lại nhá. Tôi sẽ để lại cái phần này. Opacity tôi bỏ đi. Tôi thử để chế độ position nào. Đó. Ok. Nào, chúng ta thử xem nào. Với cái hình này thì nó chuyển động không được. Tôi sẽ Ctrl Z lại. Chúng ta cũng lại sẽ làm lại nhé. Bây giờ tôi để opacity xuống 5. Effect. Chế độ fit frame. Nào, chúng ta hãy cùng nhìn nào. Với cái hình này thì nó, cái phần effect nó sẽ chuyển mềm hơn một chút. Ở đây để opacity 100 đúng không? Phần này opacity nó để bao nhiêu? 67 ở sao nó chậm nó. Đây nó để 50 này. Chúng ta vẫn nào, bây giờ chúng ta sẽ xem lại. Nếu mà chúng ta để như thế thì nó sẽ chuyển động cái phần này chúng ta sẽ giảm thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ giảm nó là khoảng 2 giây thôi. 1 giây đi. Các bạn cùng nhìn xem nào. Đó, nó chạy chậm hơn chút. Thì ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng các cái chế độ. Bây giờ tôi bấm hai cái này với nhau. Tôi bấm vào đây 5 này. Bạn nhìn nào. Đó. Nó sẽ ẩn dần lên. Tuy nhiên là với cái frame thứ hai tôi sẽ nhân bản thêm một lớp này. Đấy, ở bên dưới để nó làm nền. Bởi vì nó đang không được cái phần nó hơi trong. Phần trong này. Tôi sẽ tạo thêm layer mới. Tôi sẽ tạo thêm layer mới để trong hơn nhé. Ctrl Enter này. Để ở dưới. Nào, tôi sẽ nhìn thử xem nào. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó không bị cái lớp background nó hiển thị ra. Và cái này tôi sẽ để nó ngắn cái phần dây, tôi để nó ngắn hơn, 1 giây thôi. Các bạn nhìn nhé, nào. Đó, nó sẽ cởi xinh hơn. Rồi, xong cái khuôn hình như này. Thì chúng ta sẽ lưu lại file đúng không? Chúng ta sẽ xuất file, chúng ta vào file này. Export này. Export for... Shape for web các bạn nhé. Shape for web. Ở đây phần shape for web thì chúng ta để mặc định để file zip này. Và hệ màu chúng ta để 256 để cho nó nét. Hệ màu 256 nhé. Thì chúng ta sẽ những cái này chúng ta để nguyên cho nó. Ta xếp thử này. Ảnh zip này. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hình, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nào. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là hay.